Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Phát Computer. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với chuyên mục là hỏi đáp 3 phút mỗi tuần. Thì câu hỏi đầu tiên của bạn Kiên Nguyễn, combo quốc dân hiện tại chơi mọi tựa game 2 Full HD là combo nào vậy? Thì ở thời điểm hiện tại mình thấy i5-9400F nó sẽ là một mẫu CPU quốc dân hơn khi so với i3-9100F, bởi vì mức giá khoảng độ 3,5 triệu anh em sẽ có được 6 nhân rồi. Và VGA thì mình thấy là 1660 sẽ là một sự lựa chọn là tốt nhất. Thì combo sẽ là i5-9400F cộng với 1660 bình thường thôi nhé, không phải Super hay TI gì cả. Câu hỏi của bạn là Tuấn Bùi Anh, có nên mua card đồ họa cũ mà còn bảo hành đến 2022 không ạ? Nếu như mà bạn thấy bảo hành, bạn phải xem một chút, bởi vì thật ra ấy, cái bảo hành đấy bạn nên mang lên hãng check thử xem thực sự mẫu card đồ họa đấy có còn được bảo hành hay không, có đủ điều kiện hay không. Nếu được thì mua hoàn toàn được mà, không vấn đề gì cả. Bạn Nguyễn Trung Cường có hỏi RX 5700XT hiệu năng có so sánh được với RTX 2070 Super không ạ? Hoàn toàn không, bởi vì RX 5700XT cái thời điểm mới ra mắt đấy thì AMD đã để cho mẫu card đồ họa nhiệt độ có thể để lên rất cao, lên đến hơn 100 độ C cơ, thì nhiều anh em cũng sợ, và sau đó AMD đã giới hạn lượng điện năng đẩy vào, thì lúc đấy thì hiệu năng sẽ bị giảm đi, sẽ chỉ so sánh được là với mình nghĩ sẽ khỏe hơn được RTX 2060 thôi, 2060 Super, còn 2070 thì cũng hơi khó một chút. Rồi, chúng ta sẽ chuyển đến câu hỏi của bạn Kỳ Lam Vũ Ngọc. Em có trong tay 5 triệu nên mua GTX 1650 hay RX 590 ạ? Nếu như bộ nguồn của bạn đủ lớn thì bạn có thể hoàn toàn mua được RX 590, bởi vì xét về hiệu năng, RX 590 sẽ mạnh hơn một chút thôi khi so với 1660 bình thường. Còn nếu như bộ nguồn của bạn yếu thì cũng có thể mua 1650, vì phiên bản 1650 sẽ không sử dụng nguồn phụ. Tiếp tục là câu hỏi của bạn Nghĩa Ruby. Anh ơi, cho em hỏi nguồn cọc xe 550W 80 Plus White với Arial Cool Lux RGB 550 80 Plus Brown thì nên dùng hãng nào tốt hơn ạ? Cọc xe, mình thấy ở trong các sản phẩm nguồn hay là bất kỳ một sản phẩm nào thì sản phẩm nguồn của cọc xe luôn luôn tốt hơn, chưa kể còn chuẩn 80 Plus hơn nữa. Cứ tin mình đi, cọc xe luôn tốt nhất. Bạn Lâm Lê, Tết này đến Anphát bui PC tầm 30 triệu có được khuyến mãi hay không? Có bạn ơi, hiện tại thì Anphát đang có chương trình PC nhận hoàn tiền với 30 triệu. Mình cũng nhớ sơ qua như được hoàn tiền cũng khá khá đấy. Thì hoàn tiền bao nhiêu mình sẽ để ở trên màn hình ở đây. Bạn Đinh Văn Thuyết, anh ơi cho em hỏi, em đang dùng main B360 Arus Pro và loa Razer. Em cắm vào main bằng jack 3.5, jack theo loa, loa mới mua. Khi mở máy lên dùng bình thường, nhưng lúc tắt máy đi thì loa bị ù, mặc dù em đã lối mát cho PC rồi nhưng vẫn bị. Nguyên nhân sao ạ? Thì để khắc phục cách dễ nhất ấy thì bạn mình nghĩ là toàn đồ mới thôi. Cách mục dễ nhất thì bạn nên vệ sinh lại các đầu cắm, hoặc là nếu muốn thì có thể mang qua bên mình. Bên mình sẽ test lại cho bạn, nếu mà lỗi thì hoàn toàn có thể bảo hành nhé. Rồi, bạn Hiệp Hoàng cho em hỏi RX 570 yêu cầu nguồn thế nào ạ? Tối thiểu bao nhiêu watt? Tối thiểu sẽ là 450W trở lên. 450W công suất thực các bạn nhé. Các bạn chú ý 450W công suất thực, bởi vì trên thị trường có nhiều các bộ nguồn nó ghi 450W, thực chất thì công suất thực của nó tương đối thấp. Và cuối cùng câu hỏi của bạn là Tùng Tang, nếu chỉ xét riêng CPU thì nên chọn i7-6800K cũ hay i5-9400F? So sánh kiểu nó hơi khập khiễng nhỉ, nhưng mà nếu mà không xét đến giá ấy, thì 6800K nó ngon hơn i5-9400F về mọi mặt luôn. Mình nghĩ là bạn chắc chỉ so sánh cho vui thôi, bởi vì 6800K nó thuộc dòng Core X series rồi. Và hôm nay câu hỏi hôm nay không còn nữa rồi. Thì anh em có câu hỏi nào thì đừng quên để lại dưới một comment video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video sau.